Thầy chào các em đã đến với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học phần tiếp theo của bài số 1, dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin. Thì trong phần này, thầy sẽ hướng dẫn các em giải các cái bài tập luyện tập, các bài tập vận dụng cũng như là một số câu hỏi cuối trang số 9, sách giáo khoa tin học lớp 10, sách cánh diều các em. Đầu tiên là bài tập số 1 trong phần luyện tập. Em hãy nêu một ví dụ minh họa việc người gửi không dùng máy tính chuyển thông tin thành dữ liệu ở các dạng khác nhau để gửi cho người nhận. Thì ở đây bài giải như thế này các em. Ví dụ thứ nhất là sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, lớp trưởng nói trước lớp sáng mai lớp mình được nghỉ học. Đây là một cái thông báo của lớp trưởng đối với tập thể lớp. Sau khi lớp trưởng nhận được thông tin đó là sáng mai lớp mình được nghỉ học, thì cái thông tin này thường thì các em rất là vui đúng không, được nghỉ học, được nghỉ ngơi, được đi chơi vân vân. Đây thì cái việc mà lớp trưởng nhận được thông báo từ nhà trường thì lớp trưởng có được thông tin rồi, sáng mai lớp mình được nghỉ học, thì từ đó thì lớp trưởng chuyển thành dữ liệu dạng âm thanh các em, dạng âm thanh thì nói ra bằng lời và các em đã tiếp nhận được thông tin từ âm thanh, từ lời nói của bạn lớp trưởng mà các em hiểu được cái thông tin này. Ví dụ số 2 là hôm nay bạn Bình bị bệnh, Bình viết đơn xin phép vắng các em, gửi đến thầy chủ nhiệm lớp. Nè, có thể trong đơn xin phép thì bạn Bình ghi ra những cái thông tin là hôm nay bạn Bình bị bệnh và không đi học được, xin phép thầy chủ nhiệm cho bạn Bình nghỉ một buổi, thì Bình xin hứa là sẽ chép bài và làm bài đầy đủ, ví dụ như vậy. Thì đó là cái việc mà Bình đã chuyển cái thông tin sang dữ liệu, và dữ liệu ở đây nó thể hiện trên cái lá đơn xin phép. Thì đó là dữ liệu dạng văn bản nha các em. Ví dụ 3, đầu năm học thì lớp phó học tập lập ra sơ đồ chỗ ngồi của lớp 10A. Sơ đồ chỗ ngồi tức là hai các em thường gọi là sơ đồ lớp đấy, thì tức là bạn nào ngồi ở vị trí nào đúng không. Thì ở trên đây từ cái thông tin đó mà bạn Bình đã chuyển sang cái dữ liệu, thì dữ liệu ở đây là dữ liệu dạng hình ảnh các em, thì sơ đồ là hình ảnh rồi đúng không, thể hiện được cái vị trí của các em. Và ngoài cái hình ảnh ra thì trên sơ đồ đó có thể là có thêm thông tin dạng văn bản nữa ha. Bài tập luyện tập số 2, em hãy cho biết đầu vào và đầu ra của một bài toán xử lý thông tin là gì. Thì dữ liệu đầu vào của bài toán xử lý thông tin đó là thông tin hoặc là dữ liệu thể hiện thông tin các em. Còn dữ liệu đầu ra của bài toán xử lý thông tin là thông tin hữu ích hoặc là dữ liệu thể hiện thông tin hữu ích ha. Bài tập vận dụng từ hoạt động trong bài học. Đầu vào là bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp. Em hãy kể thêm những thông tin có thể rút ra. Thì ở đây gợi ý là em hãy nêu ra một hai mục đích gì đó xử lý thông tin khác ha. Ở đây thông tin có thể rút ra đó là kết quả học tập này. Thì kết quả học tập ở đây ví dụ như là các em xếp loại tốt, loại khá, loại đạt hay là chưa đạt đó, thì có thể là dựa trên điểm trung bình các môn học của các em mà rút ra được thông tin này. Thông tin thứ hai chúng ta có thể rút ra được cái bảng điểm tổng kết đó là danh sách học sinh phải thi lại ở lại lớp nha. Rồi thông tin thứ ba mà chúng ta có thể rút ra đó là ví dụ như là số học sinh có điểm môn toán từ 9,0 điểm trở lên, và mà có thể là rút ra những cái thông tin khác tương tự nữa các em. Thì ở đây người ta yêu cầu là rút nêu ra một hoặc là hai mục đích xử lý thông tin khác thôi, thì ở đây thầy nêu ra ba mục đích nha, ba mục đích. Thì các em có thể là lựa chọn là một hai ở trong đây để các em trình bày nhé. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi 1 cuối trang số 9 ha. Con người làm gì khi muốn lưu trữ hay trao đổi thông tin? Thì khi muốn lưu trữ hay là trao đổi thông tin đó, thì con người sẽ chuyển thông tin thành dữ liệu ha các em. Câu hỏi số 2 là em hãy cho biết các bước xử lý thông tin của máy tính hay một hệ thống xử lý thông tin nói chung. Các bước xử lý thông tin của máy tính hay là hệ thống xử lý thông tin nói chung thì gồm có 3 bước các em. Bước 1 đó là nhận dữ liệu đầu vào và chuyển thành dữ liệu số. Bước 2 thì sẽ xử lý dữ liệu ha. Bước 3 là đưa ra kết quả xử lý cho con người.
Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em làm xong các bài tập, luyện tập và vận dụng cũng như là các câu hỏi cuối sách giáo khoa trang chính tin học lớp 10 sách tính diều. Thầy chúc các em học tập thật tốt, đạt được nhiều điểm cao nha. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau nhé.